Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Julia Cartoon. Đã trên dưới 5 năm kể từ khi series Phineas and Ferb chính thức khép lại, đây có thể coi là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của cá nhân tớ, cũng như những bạn đang xem kênh. Còn nhớ những ngày tháng đi học về, được đắm chìm trong những cuộc phiêu lưu thú vị, những phát minh vĩ đại của Phineas và Ferb, những màn đối đầu hài hước của Perry và Doof, cũng như những lần Candace bất lực trong việc bắt quả tang hai đứa em mình. Dù vậy, đến năm 2020, Disney đã quyết định cho ra mắt movie tiếp theo của Phineas and Ferb với tựa đề Phineas and Ferb The Movie, Candace Against the Universe. Và để một lần nữa sống lại những ký ức tuổi thơ, hôm nay tớ sẽ cùng các cậu xem bộ phim mới này có gì thú vị nhé. Lưu ý là video sẽ tiết lộ phần lớn nội dung của phim, thế nên các cậu nhớ cân nhắc trước khi xem. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào, let's go! Tập phim mở ra với cảnh Candace đang cực kỳ vui tươi và yêu đời, vừa đạp xe vừa ca hát. Dù như mọi lần, cô bắt gặp Phineas và Ferb đang xây một thứ gì đó, và lần này là một chú hề khổng lồ để tung hứng mọi người. Rồi y như những gì chúng ta biết trong một tập phim Phineas and Ferb điển hình, chú hề biến mất ngay khi mẹ cô kịp quay ra nhìn, và mọi người lại vui vẻ như chưa hề có điều gì xảy ra. Nhưng lần thất bại này như giọt nước tràn ly, nó khiến Candace cho rằng cả vũ trụ đang chống lại cô, khiến cho cô vô cùng suy sụp và chạy ra trước cửa ngồi. Tại đây cô gặp Vanessa và một cỗ máy kỳ lạ. Sau khi giải bày tâm sự với Vanessa, thì cái máy kỳ lạ kia bỗng hút cả hai người vào và bay vào không gian. Hóa ra đó không phải là phát minh mới của Phineas và Ferb, và Candace cùng Vanessa đã bị bắt cóc ra ngoài vũ trụ. Biết được điều đó, Phineas và Ferb cùng những người bạn của mình đã lên đường để đi tìm Candace. Doof cũng chuẩn bị đi tìm con gái mình và Perry được lệnh đi theo để đảm bảo an toàn cho họ. Thế là Phineas và Ferb cũng như Doof tiến hành xây cổng dịch chuyển để đi đến hành tinh Phi Pleut để cứu hai người. Tuy nhiên, cánh cổng dịch chuyển lại dẫn họ đến với nhau. Thế là tất cả quyết định cùng đi đến hành tinh kia bằng cỗ máy di chuyển trong thiên hà của Doof, hay nói cách khác, nó là phi thuyền. Lúc này Candace và Vanessa được đưa đến tàu mẹ. Tại đây, họ cố tìm cách trốn về trái đất bằng những cái kén thoát hiểm, và Vanessa đã thành công, còn Candace thì bị bắt ở lại. Tuy nhiên không may cho Vanessa, cái kén thoát hiểm không phóng đến trái đất, mà lại phóng đến hành tinh của bọn alien kia, nơi mà sau đó Candace đã bị áp giải đến. Nhưng khác với những gì cô nghĩ, tại đây, Candace lại được đối xử như một bà hoàng, một vị cứu tinh, vì cô sở hữu nguyên tố kỳ tích, thứ mà sau này chúng ta sẽ biết được là gì. Candace cũng gặp được tiến sĩ siêu to khổng lồ, lãnh đạo của hành tinh này, và do họ cùng chia sẻ những mâu thuẫn với những đứa em trai, hai người bắt đầu trở nên thân thiết. Trong lúc đó, đội của Phineas, Ferb và Doof đã có một cuộc hành trình dài đầy khó khăn. Với sự trợ giúp thầm lặng của Perry, cuối cùng họ cũng đặt chân lên được hành tinh Phi Pleut. Tại đây, trên đường đến với pháo đài nơi Candace đang trú ngụ, Isabella và Doof đã xảy ra một cuộc tranh cãi xem ai mới là chỉ huy. Cậy mình là người lớn, Doof đã tuyên bố mình sẽ chỉ đạo cả cái team này. Và dù thân tàn ma dại, nhưng cuối cùng Doof cũng đưa được mọi người đến với pháo đài kia. Tuy nhiên mọi chuyện lại không như mong đợi. Candace từ chối món quà của Phineas và Ferb. Cô cho rằng mình thuộc về nơi này. Và tại đây, mọi chuyện rất thuận lợi với cô. Và đó là vì Phineas, Ferb không có ở đây. Sau đó cả nhóm đã được đưa đến phòng chờ. Nhưng thực ra đó là một cái bẫy do tiến sĩ tạo ra để nhốt họ vào tù. Trên đường áp giải, họ đã trốn được và gặp những người dân thực sự của hành tinh. Họ tiết lộ rằng không lâu trước đây, tiến sĩ siêu to khổng lồ đã đến và xâm lược hành tinh của họ. Cô mang theo một loại cây đặc biệt có thể phát tán những hạt giống, khiến những người hít phải sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của cô. Nhưng giờ đây cái cây đó đang dần chết, người dân thì đang dần tỉnh lại, và Candace chính là người có thể hồi sinh cái cây đó. Quay trở lại pháo đài, lúc này tiến sĩ đã tiết lộ sự thật cho Candace và bắt cô hồi sinh cái cây bằng nguyên tố kỳ tích của mình, thứ mà hóa ra lại chính là khí CO2. Candace đã buột miệng nói ra rằng trên trái đất có cả 7 tỷ người có thể làm như vậy. Thế là tiến sĩ nảy ra ý định lên đường đến xâm lược trái đất. Lúc này đội của Phineas và Ferb đã đến, nhưng tiến sĩ đã nhanh chóng bắt Candace lên phi thuyền để đến trái đất. Đội của Phineas và Ferb nhanh chóng đuổi theo, duy chỉ trừ Doof và Perry, quyết định ở lại để tìm Vanessa. Sau khi tìm được cô, cả ba người phải tìm cách trở về trái đất, và thứ duy nhất họ có là khẩu súng thay thế gà, thứ sẽ giúp vật bị bắn đổi vị trí cho con gà gần nhất. Nhưng nỗi khổ con gà gần nhất lại cũng đang ở cạnh họ, nên coi như là vô dụng. Lúc này trên trái đất, tiến sĩ đang bắt đầu xâm lược và phát tán hạt giống điều khiển tâm trí. Candace thì được Phineas Ferb giải cứu, mở món quà của hai cậu em. Candace cảm động vì tình cảm mà chúng dành cho mình. Thế là cô lấy lại được sự tự tin và lạc quan.
Với sự thông minh cùng khẩu súng bắn áo thun, Candace đã dễ dàng đánh bại đội quân của tiến sĩ. Nhưng vấn đề thực sự bây giờ là cái cây kia. Nó được hấp thụ một lượng lớn CO2, nó đã trở nên khổng lồ và dường như không thể bị đánh bại. Lúc này, Duff, Perry và Vanessa đã trở lại nhờ vào việc chuyển chế độ máy thay thế gà sang chế độ đổi vị trí cho con gà xa nhất. Candace đã làm điều tương tự để tống khứ cái cây trở về hành tinh Phi Blewood và cứu trái đất. Thú vị phải không nào các cậu? Phải nói rằng ấn tượng đầu tiên mà tớ có về phần movie này là nó có câu chuyện khá là giống, hay nói đúng hơn là lấy ý tưởng từ tập phim Unfair Science Paradox khi mà Candace cũng đã lạc lên một hành tinh khác. Trong trường hợp này là sao hỏa và trở thành nữ hoàng tại đó. Đây cũng là lý do vì sao khi vừa xem xong tập phim này, tớ đã tự hỏi rằng hình như mình đã xem ở đâu rồi thì phải. Được rồi, để nhận xét về Phineas and Ferb, Candace Against the Universe, tớ nghĩ rằng nó đã làm tốt những gì mà tớ mong chờ ở một phần mở rộng cho series Phineas and Ferb. Đương nhiên, có thể nói nó không quá ấn tượng như những phần movie trước, như Across the Second Dimension hay phần Crossover với Star Wars. Song nó vẫn khá là tròn vai, không quá xuất sắc, nhưng vẫn ổn với một bộ movie. Vậy thì nguyên nhân gì đã khiến cho tớ nói như vậy về phần movie lần này của Phineas and Ferb? Đó chính là bản thân những điều đã khiến tớ yêu thích show từ những ngày đầu tiên khi xem nó trên Disney Channel. Những nhân vật đã quá đỗi quen thuộc với chúng ta đều đã quay trở lại. Chúng ta có Phineas vẫn rất lanh lợi, thông minh và hài hước với những phát minh và ý tưởng của cậu. Ferb, như thường lệ, là một con người thiên về hành động nhiều hơn, song thỉnh thoảng cậu cũng nói một vài câu, dù ít nhưng vô cùng chất lượng. Chúng ta có một Bill Ferb và câu chuyện hài hước của cậu với chiếc xuồng của mình trong suốt cuộc hành trình. Belgit thì đang cực kỳ cuồng show Space Adventure, đến nỗi cậu ta sẵn sàng áp dụng tất cả mọi thứ cậu học được ở show vào trong đời thật, một số hoạt động, còn số còn lại thì các cậu biết đấy. Isabella trong phần phim này thì không được ngọt ngào và nhí nhảnh như những tập phim gốc, mà cô có gì đó thông minh và cá tính hơn. Bản thân tớ khá thích cách mà tác giả xây dựng cô trong lần này, nó rất là giải trí đấy. À mà Isabella còn có những tương tác cực kỳ thú vị với Doof, khi mà hai người tranh cãi xem ai mới nên là người chỉ huy trong chiến dịch lần này. Và rồi cuối cùng, Doof đã hiểu ra và được Isabella đưa cho một trong những huy hiệu của cô. Dễ thương phải không nào? Doof vẫn là Doof, với những phát minh ngớ ngẩn nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Ý tớ là máy thay thế gà. Ai lại nghĩ rằng một thứ như thế có thể giúp thay đổi cục diện trong gang tấc cơ chứ? Không thể quên được Perry, cậu đóng vai trò như một người hùng thầm lặng, đi sau để giúp đỡ cả team. Cậu vẫn rất ngầu và cực kỳ có ích, nhất là trong những pha hành động. Hãy nhìn cách mà Perry xử lý đám thiên thạch này đi, hay là cách cậu đã đánh bại cả một đội áp giải để thành công giải cứu cho cả đội. Đúng là không hổ danh, đặc vụ của OWCA. Và cuối cùng là nhân vật chính của bộ phim, Candace. Ở đầu phim, ta có thể thấy một hình ảnh Candace bất lực và có phần tủi thân sau quá nhiều lần không thể bắt được hai em và mọi chuyện không như ý muốn của cô. Điều này khiến cho Candace nảy sinh ra suy nghĩ rằng cả vũ trụ đang chống lại cô và cô chẳng có gì đặc biệt cả. Suy nghĩ này cũng chính là động lực để cô lên hành tinh Phi Blauut và không chịu về. Khi ở đây, cô là người được chọn, là tâm điểm của sự chú ý và tôn sùng. Tuy nhiên, khi phát hiện ra kế hoạch thực sự của tiến sĩ, cũng như món quà vô cùng cảm động và tình cảm của hai cậu em mình, Candace đã trưởng thành hơn rất nhiều, và từ đó cô đã phá một câu xanh dờn. Một chi tiết nữa là xem đến cuối phim, chính Candace là người ngăn cản mẹ của mình để bà không thấy được đống đổ nát mà mọi người gây ra. Điều này một lần nữa thể hiện sự trưởng thành rất nhiều trong suy nghĩ của Candace. Một điều nữa, thực ra nó chỉ là một phân cảnh nhỏ của phim nhưng khiến tớ cực kỳ tâm đắc và thích thú. Đó chính là khi cả đội đang ở trên phi thuyền trở về trái đất. Lúc này phi thuyền đang di chuyển với vận tốc gấp đôi vận tốc ánh sáng và theo như Belgit, điều này khiến cho sự vật trở thành phiên bản nguyên thủy nhất của nó. Và các cậu đoán xem điều gì đã xảy ra nào? Đoạn phim trở thành bản vẽ không màu, rồi bản phác họa, rồi mất luôn cả lồng tiếng, rồi sau đó là storyboard, và rồi đỉnh điểm chính là hai tác giả của Phineas and Ferb, Dan Povenmire và Jeff Mars đang đứng nói về chính tác phẩm của mình. Wow, phải nói đây là một pha phá vỡ bức tường thứ tư thú vị và sáng tạo nhất mà tớ từng được thấy đấy. Và trên đây là những suy nghĩ của tớ về phần movie mới của Phineas and Ferb. Các cậu nghĩ sao về video này? Hay các cậu còn có ý kiến khác về bộ phim này hay không? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nha! Đừng quên like, share video và subscribe to Weird Weird Cartoon để đón xem thêm nhiều video khác trong tương lai. Cảm ơn các cậu đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại! Weird Weird out!